con cậu nghe hai coi. Dạ con chúc mọi người có nhiều sức khỏe. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, lo lắng cho con, lúc nào cũng theo dõi và ủng hộ cho con. Rồi, rồi cảm ơn con. Chị các bạn thì bên mình là có bán nước cốt nhào, thì cái này là chỉ nhức mỏi nè, đau khớp hoặc là mình có bị mập á, mình uống giảm béo được ngay cô chú. Nên là cái chai này thì 350.000 mình ship toàn quốc luôn nha cô chú. Còn bên mình thì cũng có thêm mật ong nguyên chất là 100%, 1 lít là 1 triệu. Thì cô chú anh chị các bạn nào có mua thì cứ liên hệ với chúng em ha. Mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của mấy anh em. Thì ngày hôm nay anh em cũng đã đưa cho bé Tiền đi khám về đa pha là về khám về thần kinh. Thì ngày hôm nay cũng đã có cái kết quả rồi. Và phía trước mặt hình bé Tiền đang cầm cái đấy là cái phim chụp hình về não nè, với lại có giấy siêu âm. Thì anh em lần này đó là cũng muốn là đưa cho bé Tiền đi khám tổng quát lại đầy đủ xem là cái tình trạng hiện tại về cái vấn đề bé Tiền như thế nào. Thì hiện tại có cái kết quả là bé Tiền về sang chấn tâm lý là có dấu hiệu thần kinh nhẹ của gì. Và hiện tại giờ chị Nga cũng vậy luôn, và chị Nga thì nhẹ hơn. Nên là thành ra thì ngày hôm nay là anh em cũng muốn là cho bé Tiền đi khám xong xuôi rồi á, thì bắt đầu là tìm cách để mà cho bé Tiền sẽ đi xuống An Giang gặp thầy trị bệnh xong xuôi thì cho bé Tiền để sẽ đi học thuốc đó. Và ngày hôm nay thì thông báo có cái kết quả rồi, và cũng như bác sĩ chẩn đoán thì cũng như là yêu cầu là người nhà cũng như là luôn luôn tiếp xúc động viên với lại bé Tiền. Thứ hai nữa thì có cái dấu hiệu là về tâm thần, cho nên là thành ra là bây giờ anh em cũng cố gắng hết sức để mà hỗ trợ cho bé Tiền. Thì bây giờ hiện bây giờ thì cũng có, đáng lẽ là bữa nay là mình cũng dắt mẹ đi, mà mẹ là anh em mình khám bữa trước rồi. Dạ, đúng rồi. Thì hôm nay là ngày hôm nay là kết quả là bé Tiền đã có bị tâm lý như là bị chết, hơi bị nặng. Thì như là nói chung ra bây giờ anh em mình thì cũng bé Tiền nó thích đi bán thuốc, thì thôi anh em mình hôm nay là mình coi sắp xếp như thế nào cho bé nó đi về nhà với bà vài ngày đi, rồi xuống anh em mình kêu xe để cho bé xuống dưới đi trị bệnh trước rồi qua bên cốt học thuốc. Vậy là mình đưa bé về nhà bà ha. Nhà bà đúng rồi, bà rồi đúng rồi, cho bé nó nghỉ ngơi chứ vô nhà bé Tiền kia nó ra quá. Ừ đúng rồi, thì bây giờ hiện tại giờ là chị Nga cũng dọn đồ ra ở cùng mẹ rồi. Ổn rồi, tại vì cũng sợ là nếu mà chị Nga ở lại thì cái ông U40 đó ổng đã đi rồi, thì như là còn em út của ổng nữa, nên là anh em cũng không an tâm. Là chỉ dọn đồ ra ngoài rồi, như là dọn ra đó ở chung với bà ngoại với bé Lan, rồi mẹ con cháu xung vầy. Mình thấy cũng là cho bé nó bớt đi cái mà sự chết của nó, với lại gần gũi chăm sóc nó dễ hơn trong thời điểm mà bé Tiền nó có bệnh như thế này. Giờ trong người em cảm giác như sao bé Tiền? Hả? Ổn chưa tao? Có ổn chưa? Không rồi hả? Rồi như là những cái chuyện vừa qua đó thì như là chú thì cũng không nhắc lại làm gì, nhưng là bữa nay là anh em đã biết cái kết quả rồi. Dạ. Thì mình không nhắc lại. Nhắc lại thì sợ như là bé cũng như là lúc trong lúc này tỉnh đó, nhắc lại thì bé công bé nó lại càng thêm chết thêm. Thì nên là anh em mình không nhắc lại. Thì cũng như là trong cái comment của anh em á, thì như là cũng có số cô chú kêu là cho bé đi khám tâm thần, rồi bé nó bị chết, rồi bé bị tâm linh rồi tùm lum các cái luôn. Thì như là nói chung cho hôm nay thì anh em mình đi khám cho bé Tuyền, thì như là bác sĩ chẩn đoán là bé là bị như là có dấu hiệu thôi, nhẹ thôi. Nhưng mà cái này là để cho gia đình thì lúc nào cũng quan tâm tới bé, mà do như là những cái người mà âm rủ đi á, nên là bé không kiểm soát được cái tâm của bé. Giờ thì mình chủ yếu là động viên bé đi. Rồi mình thường xuyên, ví dụ như anh em mình thường xuyên trao đổi với bé, thì bé đã chạm bữa có tiếp xúc với anh em mình rồi. Đúng rồi. Trao đổi với bé thì bé nhiều khi có những chuyện gì đó, bé nhiều khi không nói chuyện gia đình nhiều thì có thể nói chuyện với ba anh em mình. Thì đó. Là... với lại gì nè, là bé Tiền ơi, có nhiều cô chú ông bà kêu em bây giờ là em đi cắt tóc lên cho gọn gàng đi. Thì em chịu không bé Tiền?
Sao vậy? Tại vì nói chung ra là cái tóc này, cái tóc là cái gốc của con người, thì bây giờ nếu mà bé Tiền á cắt ngắn lại á, thì như là bé Tiền nó không thích, tại phụ nữ mà mình cần có một cái mái tóc đẹp. Tại vì có nhiều khán giả nói là kêu bé Tiền là nên đi cắt tóc gọn gàng. Cắt tóc thứ hai nữa là bỏ những cái đồ cũ của mình đi, rồi mai chiều gì đó mấy chú sẽ đi mua cho bé Tiền đồ mới. Chứ còn mà bé Tiền cứ bận những cái bộ đồ đó thì có nhiều câu chuyện xảy ra. Đúng rồi. Anh thấy cái áo nâu không? Áo nâu. Ừ. Lại cái áo đen. Áo đen. Đúng rồi, cái áo khoác đen nè. Còn về bữa là anh em mình sẽ dẫn cho bé Tiền đi mua áo mới. Còn về vấn đề tóc tai thì mình về mình hỏi ý kiến của chị Nga và bà ngoại nữa. Đúng rồi. Ừ. Nhưng là còn bé Tiền thì nó không quyết định được đâu. Còn về vấn đề đồ thì có thể là anh em mình, như là thí dụ cũng nhờ anh em mình bán cái sản phẩm là nước cốt nhào, nhưng mà cộng gừng đó thì anh em mình bỏ ra một cái phí, thì một người bỏ ra chừng cả khoảng 500 triệu gì đó, mình mua đồ mới cho bé đi, như là cho nó bận áo màu lên đi. Ừ, chứ đừng có cho màu đen nữa, đổi màu. Nhiều cô chú kêu là đổi màu. Tranh thủ rồi xong là sắp xếp chuẩn bị đi xuống An Giang thì mình dẫn cho bé Tiền đi mua ít đồ, như mua ba lô này với áo khoác đồ này kia nè. Nhưng là những cái ba lô cũ của con á, con cũng dạt cả luôn, không có mà ấy nữa, mấy chú mua cho con. Nói chung ra là thay đổi một chút xíu. Đúng rồi, chứ không phải đồ đen chứ cái áo nâu kia nữa. Cảm giác bé Tiền bữa nay nó thấy như là hôm nay con đi khám bệnh đó, con hay có thấy căng thẳng không bé Tiền? Có căng thẳng luôn hả? Sao bữa nay ít nói vậy? Đi khám bệnh mệt hay sao ít nói vậy? Với phần con sáng, con có ăn sáng chưa? Chưa ăn sáng hả? Chuyện chút xíu nó thì đi rồi để mấy chú cập nhật cái clip xong rồi mấy chú dắt con đi ăn sáng. Thì anh em cũng muốn ngày hôm nay để mà cập nhật cái thông tin tình trạng mà khám bệnh của bé Tiền. Thì trong cái bộ phim này thì anh em không thể đưa lên được, tại vì vi phạm chính sách của YouTube. Nên thành ra anh em cũng có đã đưa cho bé Tiền đi vô khám tổng quát đầy đủ về bên thần kinh nè. Thứ hai nữa là đi siêu âm này kia các kiểu, là coi có bể Tiền có bệnh gì hay không. Đó, thì hiện tại chẩn đoán của bác sĩ có kết luận là bé Tiền có dấu hiệu về thần kinh thôi, chứ không phải là chưa là thần kinh. Tại vì bé Tiền giống như là đang bị một cái cú sốc á, nên là nó bị về tâm lý, nên là bác sĩ cũng đã đưa thuốc, co thuốc ra cho bé Tiền xong rồi. Thì bé Tiền ở đây mình hình như là bé cũng là nhẹ đó, nên là nếu mà đi những cái chỗ nào mà trên anh người ta bình luận nói là cái đường lên, cái đường mà vô nhà bà ngoại đó là có cái bụi tre đó, là như là cái bụi tre người ta nói là như là thường có người tâm linh ẩn trú ở chỗ đó, chỗ bụi tre đó. Như là bé Tiền yếu là đi ngang sẽ chết. Nói chung ra là không có đi những cái chỗ mà nơi mà gọi là tâm linh này nọ đồ, như thì là nói chung ra là như là đâu phải anh em mình lúc nào cũng phải ở bên bé đâu, bé đi sao mình biết được. Đúng rồi. Khi nào mà anh em mình xuống gặp bé thì bà ngoại nói bé đi rồi, lúc đó mình mới đi kiếm bé thôi, chứ thật sự ra như là anh em mình đâu phải là giám sát bé 24/24 đâu. Thì bây giờ thì trước tiên thì có kết quả mình thấy cũng cảm thấy nó an tâm an nhàn rồi. Đúng rồi. Dán về uống thuốc vô để mà hết bệnh, còn đi xuống dưới An Giang là học ngày thuốc nó cũng uống nữa. Mà trước khi đi như vậy thì anh em mình cũng phải đưa cho bé qua thầy đi, để cho như gặp thầy cái đó cho mình an tâm chút xíu, mình đưa xuống cô Út cho nó chắc ăn, để nhằm khi có gì mà nó đang học thuốc với cô Út dỗ giả điện cho mình nữa. Đúng không? Nhưng mà cho anh hỏi bé Tiền nè, là bây giờ là an tâm về vấn đề là sẽ đi xuống dưới học lại ha. Bữa giờ về nhà cũng lâu rồi thì mình xuống dưới là mình học ha. Còn bây giờ còn yêu thích ngày thuốc không? Còn thích không? Tại vì cái đó là đam mê của bé, mà bé cũng chia sẻ cái niềm ước mơ của bé là học được cái ngành thuốc đó, để như là cứu giúp những người mà yếu như bà ngoại bé vậy đó. Dán bữa nay nó đi xong rồi ngày mai xe đến thì mình đi. Tại vì mấy anh ở đây, anh với mấy chú ở đây cũng muốn là đưa cho mẹ em đi nữa, khám bệnh nữa. Vậy thì đã khám xong xuôi hết rồi, thì bữa nay khám em nữa, thì rồi ngày mai sắp xếp đi, tranh thủ đi xuống dưới.
để gặp thầy, xong rồi còn đi qua nhà thuốc của Út học nữa. Bữa giờ về đây xin chơi có 2-3 ngày mà xong cái bị vấn đề này đó, cái tuần lễ luôn này. Với lại là bây giờ nè, thì khi lúc mà em bình tĩnh nè, thì em sẽ nghe mọi người khuyên đi, là em đừng có kiểu mà giống như là mình sẽ làm sao mình làm chủ được bản thân của mình. Mình đừng có nghe theo người ta điều khiển mình nữa. Hoặc là giống như bà con cô bác á, bình luận lên ông bà cô chú á, kêu em là nên là niệm Phật nhiều vô. Và cái sâu chuỗi này hiện tại á, thầy cho lúc trước á, phải đeo vô. Phải đeo thường xuyên mình vô. Mình tháo ra. Cái sâu chuỗi đó có đeo trong người nữa không hay là lột dục nữa rồi? Sâu chuỗi á. Nhưng mà bữa trước em nói là em đeo vô là bị khó chịu hả? Khó chịu không phải đeo. Rồi trong vòng qua nay bây giờ có bị gì nữa không? Có. Nó bị như thế nào? Nó bứt rứt trong người. Bứt rứt hả? Bứt rứt là sao con? Là nó khó chịu, nói chuyện không được. Nói chuyện không được hả? Rồi lúc đó em có niệm Phật được không? Không niệm Phật được luôn. Là bức rứt là không niệm Phật được. Đó, tình trạng của bé Tiền gì đó quý vị ơi, không biết phải bây giờ phải tính sao nữa. Thì tạm thời bây giờ anh em trước mắt thì làm từng bước vậy, đưa bé Tiền đi khám bệnh xong thì để đưa xuống An Giang gặp cô Út đi. Thì nói chung ra thì cô chú anh chị các bạn trong nước cũng như nước ai cũng mong muốn là bây giờ cho bé Tiền bình phục lại để có công ăn việc làm, để còn nuôi em, nuôi bà, nuôi mẹ nữa. Thì như là những gì anh em không biết á, thì cô chú comment để nhắc cho anh em mình, để anh em mình sẽ làm theo. Ví dụ hôm nay là cũng trên comment cô chú nói là anh em nên là dắt bé đi khám bệnh, thì hôm nay anh em mình đã làm xong rồi. Thì còn nói về vấn đề tâm linh thì anh em cũng như là chuẩn bị, hồi lúc trước là anh em đã chở đi một lần rồi, thì đợt này thì anh em sẽ chở đi lần nữa với lại để cho bé khám. Với lại là qua nay á, thì ở cô Út có điện thoại cho mấy anh em nói là cô Út cũng có thể là nhìn thấy được bé Tiền đang bị có người theo, nên là giờ kêu á, là anh em tranh thủ đưa bé Tiền xuống nhỏ nha cô Út đi, để cô Út á, dẫn cho bé Tiền lên núi gửi gắm gì đó. Thì tới nữa mình xuống dưới mình gặp cô Út đi, rồi cô Út hướng dẫn mình, tại đúng vì rồi, cô Út ở dưới đó cũng có biết. Cô Út nói là cô Út cũng có thể là nhìn thấy được, nên là khi mà cô Út về thấy xem những cái clip á, thì thấy anh em mình chia sẻ lên với Tiền bị vậy á, thì cô Út nói là cũng có ba bốn người gì á là người nữ lại theo với Tiền, nên thành ra là chuyến này thì đi xuống dưới để gặp trực tiếp cô Út, nhờ cô Út cũng chỉ bảo về dưới đó, tại vì anh em mình đi á, khi mà chia sẻ lên thì cũng có rất là nhiều ông bà cô chú anh chị nhắn và kêu mình là đi ra Hà Nội nè, người thì kêu đi Vũng Tàu, nói chung là chủ chỉ rất là nhiều thầy, nhưng mà anh em mình cũng hiện tại chưa biết được là ai là hay như thế nào. Nhưng mà hiện tại thì khi mà thầy ở An Giang á, quý vị cũng có comment rất là nhiều, rồi điện thoại kêu chỉ ngờ thầy đó, nhưng mà hiện tại anh em gọi từ lúc mà mấy tháng nay cứ ngày nào cũng thay phiên anh em thay phiên nhau gọi mà gọi không được đó. Và khi mà cô Út xem được những clip đó thì cô Út có nói là để xuống ngay chỗ nhờ người cho đó, thầy ở đâu ở trên núi á. Nhưng là theo anh nghĩ, nếu mà cô Út á, là cổ bên cái người thuốc chỉ cái Tiền á, thì ít nhất là cô Út cũng có quen với mấy chị thầy ha. Đúng rồi, nhưng là tại vì trên núi mà trồng ngải trên đó nên là cô Út cũng có quen một số thầy, với lại cô Út thấy cô Út cũng có cái gọi là cái tính thương người. Đúng rồi, luôn tạo điều kiện cho bé Tiền hết trơn á. Nói chia sẻ cô Út thì khán giả cũng xem qua cái video là thấy cô Út có nhiều người nói là cô Út sống có hậu có tâm. Đúng rồi, tại vì hôm bữa cô Út cho chia sẻ là cái bàn tay của Út có cái con sen đó. Đúng rồi, cho nên là khi mà người chia sẻ cái đó có rất nhiều người là nói cô Út là sống là cái người làm nghề thuốc mà đức hậu có lắm. Đúng rồi, cho nên là rất tin tưởng cô Út. Đa số là ai cũng là mong là bé Tiền á là hết bệnh là cũng nhờ một phần của Út. Sao con?
giờ bé Tiền có muốn gửi lời nào đến cho ông bà đang quan tâm em không? Dạ có. Con nói lớn lên đi. Dạ có, chúc mọi người có nhiều sức khỏe. À, chúc mọi người sức khỏe hả? Rồi bây giờ rồi con, mấy chú làm sao? Mấy chú không có nhiều sức khỏe mới lo cho con được, chứ mấy chú mà yếu sức khỏe là không lo cho con được à? Không, bây giờ nói chung là em hãy cố gắng em lo em nè. Em phải nghỉ ngơi nhiều và đừng có lúc nào mà mình tĩnh tâm mình niệm Phật được thì mình niệm Phật nhiều vô nha. Cứ niệm Phật nhiều vô. À, khi mà con giống như lời của Út chia sẻ đó, của Út mà nói với con bữa đó, thì cứ con cứ bấm tay cứ niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, hiểu không? Với lại gì nè, em phải nghe cái ý kiến của ông bà trên cộng đồng mạng là đang bình luận cái em đó là thay đổi về cái ngoại hình của em, giống như là quần áo á, mà những cái quần áo cũ thì mình bỏ đi, mình đừng bận áo đó nữa. Nhất là anh thấy là em hay bận áo màu nâu, bữa nay có bận áo màu nâu nữa không? Không hả? Ờ, khi mà hình như là mấy Tiền mà lại bận màu áo khác á, thì lúc đó nhiều cái sắc thái của mấy Tiền á, nó lại nó hồng hào, nó bình thường, nhìn nó rất là có sắc, có thần sắc luôn. Nhưng còn mà khi mà áo đen với áo nâu là vô là có vấn đề. Toàn là đi là toàn gặp bé Tiền ở những cái cảnh mà ngồi mọi người nói là phải nói rất là hết sức, là bây giờ không biết là phải nói làm sao luôn á. Bây giờ là cái áo nâu với áo đen này á, thì con bán lại cho mấy chú đi, con đổi lại cái số tiền là con mua một đồ màu khác. Đúng rồi. Như là còn mua cái áo đen với áo nâu của con luôn, như đừng là 1 triệu 2 triệu gì đó chú mua luôn. Đừng có bận áo đó nữa, đừng có bận mà cái màu đen, như là con bán lại cho mấy chú đi, mấy chú mua. Giờ mình đi, vậy là mình phải hình như là khán giả kia đó, bây giờ mình lấy cái áo đó mình đốt bỏ. Hả? Đốt bỏ đó hả? Không, tại vì nói chung ra là đồ đạc nó có gì mình mới đốt. Đúng rồi anh. Em có nghe nói vậy nè. Và khi mà em có nghe câu chuyện nha, nếu mà giờ thì Bin cũng chia sẻ với bà cô chú anh chị các bạn coi rồi. Không nghe, khi mà mình bị mà xui rủi á, hay là có những chuyện gì đó mà mình đem cái áo ra ngã ba đường á, mình dắt lại mình đốt ngay ngã ba, là mình đốt nha, cái này là có thiệt nha, là mình đốt bỏ cái áo đó là nó sẽ đi, là giống cái xui rủi, những cái gì đó mà đen đuổi là đi hết. Cái đó là đúng là nha, không còn mà dính dắt gì nữa đó. Không? đúng rồi đó là như vậy. Thì có rất là nhiều khán giả bình luận vậy đó, tại nói là bé Tiền nó bận cái áo nâu đó, nó bận hoài. Thì sao mà mình hỏi, khi mà mình hỏi thì bé nó thích cái áo đó. Bây giờ cái con áo là cũ, nó gách trong nhà rồi. Của con á, là con có tất cả là bao nhiêu cái áo nâu, bao nhiêu cái áo đen? 2 cái áo nâu, 2 áo đen. Vậy là mấy chú mua 4 cái đó là bằng giá là 1.500.000. Được không? Chịu không? Được không? Mua 1.500.000. Là 2 cái áo đen, 2 áo nâu mua con 1.500.000. Thấy để, sao? Để lấy tiền đó đi mua áo khác. Mua áo khác bạn. Chút xíu là đưa 1.500.000 luôn. Là 1.500.000 nha. Đồng ý nha. Là không có bận áo đó nha. Mình đã mua rồi mà đi mua là mấy chú dắt con đi mua. Mà mua áo đó là chú không trả tiền. Mua áo khác là chú trả tiền. Đừng lựa nghe chân màu nâu là chết màu luôn. Màu nâu, màu đen đó là chết luôn á nha. Màu xanh nè. Màu đỏ nè, màu vàng không, nè. Như là bé Tiền á, bận áo màu xanh lên rất là đẹp nha. Nó sáng. Bữa mặc áo màu xanh đẹp ghê. Tại vì sao? Bé Tiền trắng á, nên là bận cái màu xanh hoặc là màu vàng vô á, mình thấy là bé rất là sáng. Mua áo khoác màu hồng đi. Màu hồng đi. Hoặc màu xám cũng được. Không. Màu đó đi, đừng có chơi màu đen nữa à. Màu đen là chú không trả tiền nữa. Thôi bây giờ thì mấy chú này cũng nói là đó là những cái vấn đề mà hiện tại ông bà cô chú á đang thấy trên vấn đề của em, nên là comment nhắn tin với lại mấy chú đây kêu em là đừng có hạn chế bằng những cái áo đen đó. Thì cái áo đó thì lúc anh hỏi em thì em nói là em thích, mà em thích mặc áo đen áo nâu hả hay sao, tại sao em thích cái áo đó? Thí dụ mình có nhiều áo khác mình có thể thích, mà tại sao em lại thích cái màu đen nên cái màu nâu đó? Cái áo đó nó có ý nghĩa gì với em hay sao? Như là tại vì theo anh nghĩ vậy nè, anh nghĩ sơ sơ thôi, bé nói là tại vì cái số của bé nó không được cái gì mà
bé chỉ là hợp với cái số đen thôi nên là bé bận đồ đen đúng không Trần? Nói tiền tại sao em thích lấy áo nâu, nó có ý nghĩa gì hay là tự nhiên thích vậy thôi? Tự nhiên thích hả? Sao kỳ vậy? Vậy là nó có vấn đề về cái áo rồi, thiệt luôn á. Khi mà mọi người gặp con bé ngay từ đầu ở ngôi miếu á, là con bé nó bận áo nâu đúng không? Đúng rồi. Và liên tục khi mà anh em mình chia sẻ thì hầu hết là con bé nó bận áo nâu nhiều hơn là mượn áo khác. Mà những mọi người để ý lại, bé Tiền nó bận những áo khác, màu khác á, bình thường đồ khác á, thì nhìn cái thằng sắp nó vui vẻ như lúc mới về quê đó không? Đúng rồi. Đi gặp thầy xong rồi đi về quê còn phải chỉ bận cái màu đen á là âu sầu á. Ừ, còn gì mà khi mà anh em mà cứ nghe được bà ngoại mà với bà con xóm báo bé Tiền nó có vấn đề lên là rồi là đi lại gặp y chang bà ông đi luôn. Đúng rồi. Mà thường mấy anh em có thấy không, là tết nhất hay là những gì đó, những cái ngày gì đó đầu năm giờ cũng đâu kỵ được màu, những cái màu đó nữa. Nó thật mà phải màu sáng lên. Thì nói chung ra là bây giờ cứ chú cháu mình quyết định gì đi ha. Còn mà cứ mà hai cái áo đen, hai cái áo nâu là mấy chú mua hết cho con là 1,5 triệu. Đây nè. Để con lấy tiền đó mua đồ mấy, có, khác. Có mấy ông bà cô chú nói là bây giờ có rất là nhiều khán giả nói vậy nè, cũng nhiều khán giả góp ý á. Áo nâu với áo đen. Là thứ nhất là nâu là tượng trưng cho nhất là gì? Là giống như anh thấy là những người mà người ta ấy đó. Áo chùa đó. Ừ. Áo nâu. Nâu không à? Ừ. Còn áo đen là gì? Khi mà tâm linh ma mị đám tiệc màu đen không? Đúng không? Màu đen không à? Còn bây giờ thì bây giờ cũng nắng rồi, đi khám bệnh xong rồi thôi bây giờ đi về đi. Giờ cho bé gặp bà với mẹ rồi đi, rồi mình nói về cái chuyến là để anh em mình đi xuống Hà An Giang rồi sẵn nó cho qua bên cốt luôn. Thôi bây giờ đưa cho bé Tiền đi ăn sáng đi rồi đi về ha. Rồi như là trước khi kết thúc vậy đó thì con có cái gì mà để cảm ơn cô chú anh chị anh trên cộng đồng mạng như là mấy chú không? Nói một câu nghe cho hay coi. Lớn con. Lớn rồi. Nói một câu nghe hay coi. Dạ chúc mọi người có nhiều sức khỏe. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm lo lắng cho con, lúc nào cũng theo dõi và ủng hộ cho con. Rồi rồi, cảm ơn con. Đi ăn sáng rồi về ha. Rồi đi ăn sáng ha.